Chiều nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện kịp thời với hình thức đa dạng trong triển khai quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ đúng định hướng, nhất là tuyên truyền sâu rộng các sự kiện quan trọng, ngày lễ kỷ niệm, lễ lớn của đất nước và địa phương. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từng bước mang lại hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo, trong bối cảnh nhiều thuận lợi và khó khăn đang xen, ngành tuyên giáo cần tập trung nhiều nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường lãnh chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức triển khai và thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2022, gắn với quy định về những điều đảng viên không được làm, chủ động đổi mới phương thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch, tuyên truyền phổ biến đậm nét các sự kiện ngày lễ lớn, nhất là chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống dịch COVID-19, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.